Tọa đàm 44. Nam mô A Di Đà Phật. Cuộc tọa đàm của chúng ta cũng sắp sửa xong. Mấy đêm phiêu phỏng còn lại, Diệu Âm xin cố gắng trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề hộ niệm. Câu hỏi hôm nay là: đi hộ niệm có cần cúng thí thực hay không? Xin thưa rằng, trong tài liệu của chư tổ để lại nói về phương pháp hộ niệm thì không có nhắc đến vấn đề cúng thí thực. Vậy khi đi hộ niệm, chúng ta không cần phải thiết đàn cúng thí thực. Có nhiều ban hộ niệm đã làm chuyện này. Nếu nói rằng sai pháp thì không dám nói, nhưng mà đúng pháp thì cũng không dám cho là đúng pháp. Thực tế, nguyên thủy của pháp hộ niệm rất là đơn giản, chứ không có rườm rà. Chúng ta hãy cố gắng khuyên người bệnh phát tâm tin tưởng, buông xả tất cả vạn duyên, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nêu ba điểm tín hạnh nguyện mà ứng hiện rõ rệt, đầy đủ trước những giây phút xả bỏ báo thân, thì họ được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật và họ được giáng sanh. Những điều này trong Kinh Phật có nói, mười niệm tất sanh. Cho nên, khi đi hộ niệm, chúng ta không nên bày thêm những nghi tiết rườm rà không tốt. Nhiều khi tiếc quá thì có chỗ người ta ứng dụng được, có những chỗ vì quá eo hẹp hoặc hoàn cảnh khó khăn mà người ta không ứng dụng được. Thành ra, nếu chúng ta đưa chuyện cúng thí thực vào, lâu dần nó sẽ thành cái lệ, gây thêm khó khăn. Điều này cũng không hay lắm. Một điểm nữa, nếu những ban hộ niệm thường xuyên đi hộ niệm, nhất là ở Việt Nam, rất nhiều ca hộ niệm, có nhiều khi từ ngày này qua ngày khác đi hộ niệm liên tục. Nếu hộ niệm liên tục như vậy mà ngày nào chúng ta cũng bày đàn cúng thí thực, cúng cô hồn, thì vô tình chứ gì tạo cái duyên để cho họ theo mình. Càng ngày sẽ càng nhiều thêm. Đến một lúc nào đó, mình lỡ sơ ý cúng không được trang nghiêm, cúng không được tốt, thì cũng có thể họ làm phiền hà mình. Trong pháp hộ niệm có cách gọi là điều giải oan gia trái chủ. Người hộ niệm khuyên nhủ chư vị trong pháp giới hữu duyên có mặt tại đó nên buông xả oán thù, cố gắng tinh tấn tu hành niệm Phật để trong cơ duyên này được A-di-đà Phật đón về Tây Phương. Làm việc này hay hơn nhiều. Còn chuyện cúng thí thực hãy để dành tới các tự viện, các đạo tràng. Nơi đó luôn luôn có chúng thường trụ người ta cúng. Ở các đạo tràng luôn luôn có kinh, có pháp giúp cho người ta văn kinh thính pháp, thì hay hơn là ban hộ niệm làm chuyện này. Mình nên nhớ là pháp tu niệm Phật càng đơn giản chừng nào thì càng hay chừng đó. Càng đơn giản chừng nào mới chứng tỏ rằng câu A-di-đà Phật di diệu bất khả tư nghị. Ví dụ như có một người nói rằng đi hộ niệm cần tụng kinh Địa Tạng, cần tụng kinh Tam Thời Hệ Niệm, cần tụng Bát Nhã Tâm Kinh, vân vân, thì Hòa Thượng Tịnh Không có nói rõ ràng không cần thiết, chỉ cần làm sao niệm được một câu A-di-đà Phật rõ ràng rành mạch cho người bệnh nhiếp tâm niệm theo là được rồi. Trừ những trường hợp mà người bệnh đó yêu cầu mình, ví dụ như trong đời của họ thường tụng kinh Địa Tạng quen rồi, hoặc là người ta có cảm ứng gì đó tới kinh Địa Tạng, bây giờ họ yêu cầu mình tụng, để cho người bệnh được thỏa mãn vui vẻ thì mình có thể tụng kinh Địa Tạng, tụng Tâm Kinh hay là tụng kinh mà họ yêu cầu cũng được, không sao hết. Nhưng mà Hòa Thượng có nói là nên tụng trong lúc người ta còn tỉnh táo, còn vui vẻ, còn rõ ràng, và tụng một biến, hai biến là đủ rồi, không nên tụng thêm nữa. Trong những giờ phút trước hay sau khi lâm chung, hoặc là khi bệnh đã quá nặng thì không nên tụng những kinh đó nữa, để cho người bệnh nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật. Nói như vậy có nghĩa là những bộ kinh khác, những kinh khác không cần thiết trong pháp hộ niệm. Ngay như chú giảng sanh, tức là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, cũng không phải là cần thiết để ứng dụng khi hộ niệm. Chúng ta có thể dùng, ví dụ như sau khi hộ niệm xong rồi thì trước khi ra về, chúng ta có thể tụng cho họ một số biến chú giảng sanh cũng được nếu mình muốn, tại vì lúc đó người ta đã ra đi rồi. Còn hầu hết không cần tới chuyện này. Ví dụ khác, như khi mình đắp mền quang minh,
có nhiều người nói khi cầm cái mền quang minh thì đọc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Và Đa Dạ, Đa Địa Và Tha, rồi từ từ đắp lên. Làm vậy cũng được, không sao. Nhưng nếu đã nhất hướng chuyên niệm thì chúng ta cầm cái mền quang minh nhẹ nhàng đưa lên, đắp lên tới cổ. Trong lúc đó cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng hết sức là viên mãn. Lời tổ đã dạy vậy, chúng ta nên cố gắng y giáo phụng hành thì mới là điều hay. Chứ nếu chúng ta tự ý thêm vào một chút, rồi người khác cũng thêm vào một chút, đến một lúc nào đó thì cái pháp hộ niệm sẽ rườm ra, không còn chính xác nữa. Mà rườm ra thì thường thường cái tâm bị chia ra, phân ra, làm cho sau cùng cái xác suất hộ niệm được giảng sanh bị giảm xuống. Ví dụ như cách đây cũng 7-8 năm rồi, cuốn sách Quy Tắc Trợ Niệm và Khai Thị Lúc Lâm Chung ở bên Úc Châu Tịnh Tông in ra. Chúng tôi cầm cuốn sách đó đem về phổ biến ở Việt Nam. Rồi một năm sau khi trở lại thì tình cờ tôi cầm cuốn sách lên, với tựa đề là Quy Tắc Trợ Niệm và Khai Thị Lúc Giảng Sanh gì đó, ở dưới đề là Tịnh Tông Học Hội. Nhưng mà tôi thấy quyển dày lắm, dày gấp 3 lần. Thì coi bên trong, phần trước là nguyên bản của cuốn sách đó, còn hai phần sau thì chú Đại Bi thì cũng để vào, rồi chú Giảng Sanh cũng có để vào, Bát Nhã Tâm Kinh cũng có để vào, rồi Từ Bi Thủy Sám cũng để vào rất nhiều, làm cho cái quy tắc trợ niệm nó dày lên gấp 3 lần. Thì đây là tại vì hồi giờ họ tu tập nhiều thứ quá quen rồi, nên khi tu chuyên nhất lại thì thấy hình như uổng, tiếc, nghĩ rằng kinh này mình tụng còn kinh kia mình bỏ đi sao? Chú này phá nghiệp hay quá mà mình bỏ đâu có được. Cho nên họ đưa hết vào. Thế vậy tôi có nói với chư vị đó rằng khi mình muốn đưa nhiều thứ vào như vậy cũng được, quý vị có thể ấn tống, nhưng không được để danh hiệu là Tịnh Tông Học Hội ấn tống nữa. Hãy để là một ngôi tự viện của mình, hoặc là một ban hộ niệm nào đó của chính mình ấn tống ra thì tốt hơn. Chứ còn bên Tịnh Tông Học Hội, người ta không có in cái phần sau này. Nguyên thủy quyển đó dày khoảng chừng 10 mấy trang, bây giờ thành ra tới 50-60 trang, nghĩa là nó bị xen tạp rồi, không tốt. Để củng cố thêm niềm tin, Diệu Âm có đem đến đây lời khai thị của Ngài Tịnh Không. Xin đọc ra để mình cùng nghe Ngài nói về pháp tu niệm Phật như thế nào. Ngài nói như thế này: khóa tụng càng đơn giản càng tốt. Ngài nói về khóa tu, nhưng cũng có nói liên quan về cái vấn đề của chúng ta. Càng đơn giản càng tốt, càng đơn giản mới là pháp môn chân thật, pháp môn vi diệu. Kinh điển chỉ một bộ là đủ, chỉ một bộ là có thể thành Phật. Càng nhiều bộ chỉ e gây chướng ngại cho việc giảng sanh. Mình thấy rõ rệt chưa? Ngay cái vấn đề tu hành của mình cũng vậy. Có rất nhiều người nghĩ rằng kinh của Phật thì phải tụng cho hết. Người ta muốn tụng cho đầy đủ, thành ra tâm của họ phải trải dài qua từ đạo lý này sang đạo lý nọ. Nhưng đáng tiếc, trong đó có một đạo lý mà họ đã quên. Đó là mỗi một bộ kinh Phật nói cho một hạng chúng sanh. Mỗi một bộ kinh Ngài nói cho một trường hợp. Mỗi một bộ kinh Ngài đối trị với một lớp người có duyên nào đó. Trong nhiều giảng ký, Hòa Thượng Tịnh Không thường hay nói: Phật không có định thuyết để giảng, Ngài chỉ tùy bệnh cho thuốc, tùy cơ ứng thuyết mà thôi. Khi đối ứng với hàng phàm phu tội chứng sâu nặng như chúng ta, thì Ngài cũng vì để cứu độ hàng tội chứng sâu nặng này mà thuyết những bộ kinh khác. Những bộ kinh này dành cho người tội chứng sâu nặng chúng ta thành đạo. Đi hộ niệm là chúng ta ứng dụng ngay những pháp của Đức Thế Tôn nói cho hàng phàm phu tu hành trì niệm, để một đời này sau khi xả bỏ báo thân, đừng có lăn lộn lại trong cõi ta bà này nữa, đừng có lăn lộn trong 6 đường sanh tử này nữa. Cái pháp này chính là niệm câu A-di-đà Phật với tính hạnh nguyện đầy đủ, chứ không có gì khác hơn nữa. Chính vì vậy mà ta đem cái tính hạnh nguyện niệm Phật để giảng sanh này mà ứng dụng cho người bệnh, là người phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng,
để cho họ trước giờ phút xả bỏ báo thân, làm cho được ba điểm này. Chỉ vậy là họ có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn trong những ngày qua chúng ta đã có nhiều chứng minh rõ ràng rồi. Phía trước kia chúng ta cũng có trưng ra một số người đã giảng sanh rồi. Mà xin thưa thật, ở Việt Nam người ta vẫn tiếp tục thông báo người ra đi thoại tướng bất khả tư nghị. Những hiện tượng giảng sanh này được thành tựu đều do lòng tin tưởng. Vậy thì phải hướng dẫn cho người ta, khuyến tấn người ta tin cho vững, rồi khuyến tấn người ta, hướng dẫn người ta niệm A-di-đà Phật cho chân thành, và khuyến tấn người ta mong cầu đi về Tây Phương càng sớm càng tốt. Ba điểm này mà vững vàng thì nhất định họ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra không có gì phải thêm vào nữa mà làm cho cuộc hộ niệm trở nên rắc rối, không tốt. Nam Mô A Di Đà Phật.